Hello, xin chào các bác anh em nha. Nuôi ong mật, như ông thấy là bên em là cơ sở chuyên cung cấp tất cả những dụng cụ vật tư về nuôi ong mật. Đấy, các bác nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ bên em. Đây ong rồi các bác nha. Đây ong rồi. Đấy. Ong thì bây giờ món em là đang lấy vật nhật là hoa vải, hoa nhãn. Đấy. Mùa này đang thu hoạch. Nếu như nó thời tiết thuận lợi mà cứ không mưa, cứ khoảng độ 5 ngày lại quay một lần, quay liên tục. Đấy. Đây là cái vườn nhà em thì ở chỗ này thì cũng có khoảng độ mấy chục thùng. Đây cái gì đây? Đây là giỏ chúa, giỏ là nhốt chúa nha. Lại đến mùa hồng xiêm. Đấy các bác nhá, đây. Đây cái này mới đang chuẩn bị lau cầu. Mới tách đàn, mới chia đàn. Nuôi ong mật, nói chung là các bác mà có tuổi một chút ở nhà nuôi 5-3 thùng cho giải trí cũng như là để lấy mật ong nuôi, mật ong ăn thì rất là tuyệt vời không nhá. Đấy, các bác và bộ đội về hưu hay các bác có tuổi một chút mà công việc ở thành phố hay là cứ có một mảnh vườn là các bác nuôi được. Đấy, rất là tiện lợi lấy ong mật. Nói chung mình lấy cái nguồn mật nguyên chất để sử dụng cho gia đình hoặc là anh em bạn bè trong làng ngõ xóm mà mua rất là ok các bác nhá. Đấy. Nói chung là nhà em nuôi thì quanh năm ngày tháng rất là nhiều. Đấy, ui đàn này kinh khủng không các bác. Ui đàn này. Đấy. Rất đông, nói chung là rất đàn rất đông luôn nhá, anh có đàn rất đông. Một cái video rất là ngắn thôi, bên em là một đơn vị chuyên cung cấp về tất cả vật tư nuôi ong mật, các bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ bên em nhá. Đấy, em sẽ kết thúc video đây, xin chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.